Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người để có tấm pin mặt năng lượng mặt trời 50W poly. Kích thước là 7. Đây mình đòi bên cạnh. Kích thước là 7 50 55. Chiều dài là 70. Rồi ngay chiều ngang là 55. Cái này khá là lớn à, phía ship này sẽ cao hơn tấm kia. Đây tấm này là tấm poly 50W nha. Mình lật phía sau mình xem. Đây này hơi bị bự nên khó quay tí. Đây, thấy không? 50W đây ha. Công suất tối đa 50W. Ampere tối đa là 2,84 ampere. Điện áp hở mạch là khoảng 17V. Đây, đây là điện áp ấy, điện áp khi mà kính mạch là 2,17,6V. Ampere khi kính mạch 28. Và điện áp khi hở mạch là khoảng 21V nha. Rồi ampere khi hở mạch là khoảng 3,15V. Rồi thay cái thông số đây đây. 6, chiều dài là 675, chiều ngang là 534 và chiều cao nó là 35. Hay tính theo cm nha. Ủa, này tính theo mm, nhầm. Tính theo mm. Đây có cái hộp này đây. Cái hộp này mình đi mở này, để mở ra lấy cái điện áp ra này. Thì cách mở nó như thế này. Các bạn dùng cái vít như cái mình ha. Bạn đè vào đây. Đè vào đây xong một tay các bạn mở thì ra. Ta đè vào đây ha. Thử mà xem. Rồi, đã là mở không được rồi. Nó được bên nữa thấy không? Cái này cũng gì, bên đây cũng gì nha. Bên đây cũng tương tự. Khi mở ra đây. Cái này nó có cái miếng gòn nè, để chống khi có chống nước đổ vào, côn trùng đổ vào nè. Đây. Bên trong thì hai cực này, hai bên này sẽ là hai cực điện ra đây. Đây bạn thấy này, ở ngoài có ghi nè. Rồi. Yeah. Thì mình xem cái cực, cái cực nào đây. Đây cực âm nha. Đây cực dương, đây hơi bị mờ bạn thấy nó có in nè. Đây cực âm nè, đây cực dương nè. Đây mình nè, đã biết cần vẽ vào rồi cho nó bạn thấy dễ nhìn nè. Rồi mình sẽ nói vào dây âm và dây dương cho bạn dễ nhìn ha. Một cộng đỏ, một cộng đen. Bên đây âm. Bạn luồn qua cái lỗ dưới đây nè. Đây. Rồi khi nó xong bạn đóng nắp lại ha. Rồi ok. Mình sẽ đi test thử cho mọi người xem. Đây hiện tại mình đang đắp nó pin đây.
Thì ra ngoài quá nắng quá, mình vô đường quay nó mát, trong nhà nó mát. Thì dây dài khá là dài và nó nhỏ nha, các bạn nào lắp điện nhà thì nên sử dụng dây bự hơn, dây to hơn, loại dây mà ta đi về điện trong nhà nha, chứ không phải dây này đâu nha. Đây, còn đi ra tấm pin, nó tấm pin đó. Đây, thấy cái đầu dây ra của nó nè. Hiện tại nắng đang hơi yếu một tí nha. Hiện tại chợ đang mát rồi, mình đợi một tí trời nắng mình quay lại xem. Đây, hiện tại mình đang nắng hơi hơi rồi. Hôm nay nắng yếu quá, mình đợi buổi trời mới thấy được chứ nắng đã đỡ chứ không nắng gắt nha. Hiện tại là chỉ oi bức nhưng mà không phải là nắng gắt. Thì mình đo thử cái điện cho bạn nhanh 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 hồi nó mây qua nữa là mệt. Đây, mình đo thử nha. Điện áp nha. Điện áp. Đây là khoảng 21V nha. Đây. Khoảng 21V. Mình đo thử ampere ha. Đây là 7.2 ampere luôn. Đây là mắc cái này. Rồi đây. Rồi, 7.2 ampere. Đưa vào đây. Đo trực tiếp trong vòng 10 giây. Trong vòng 10 giây là ngừng nha. Khoảng 10 giây ngừng nha. Đây khoảng 1.5 ampere. Khoảng 1.5 A nha. Đây trời nắng yếu lắm nên hiện tại nắng rất là yếu, nó hơi hơi à. Đây 1.7, đây 1.8, nắng đang lên không, từ từ lên, lên tối đa là khoảng 3 A thôi hả, lên gì thôi. Mình cho chạy thử motor nha. Đây là motor 775. Đây, quay rất là mạnh đúng không, đây quay quay gió luôn, quay cực kỳ mạnh, ù mát lắm á. Này làm quạt cũng chưa đã lắm nè, rồi ta yếu yếu lời nè, nắng hết nắng rồi đó, nó quay mạnh là nó nghe như vậy, các bạn nghe tiếng không, quay rất là mạnh, quay như xài bình vậy đó, rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Đây đợi nè, không còn mồi nha, đưa vào là quay liền. Đây có cái tờ này mình lấy vào đây, đưa vào quay liền rồi. Đó, đưa vào quay liền. Các bạn nghe tiếng không? Rất là mạnh. Rồi. Hiện tại tấm pin này mình đang giá mấy bán với giá là các bạn cứ liên hệ mình ha. Và số điện thoại mình để dưới cái video này. Bảo hành tấm pin này là 5 năm. Giá mình để dưới chỗ cái tiêu đề video á. Bạn nào cần liên hệ mình bảo hành 5 năm. Ship tận nhà cho các bạn luôn. Chào mọi người, thứ hai là Brian với mình nha.